Máy may Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Brazzer HS301. Mình sẽ cắm suốt vào đây. Đầu tiên mình đi chỉ đánh suốt. Cái cọc chỉ này khi mua về thì nó ở sâu bên dưới như này, mình kéo thẳng lên. Cắm chỉ vào đây. Mình đi chỉ may. Ở đây ở trên mặt máy nó có vẽ sơ đồ đánh suốt và sơ đồ may. Sơ đồ may mình đi theo cái đường nét đậm ở bên này. Đầu tiên mình móc xuống dưới thế này, như thế này. Sau đấy đi thẳng ở khe bên phải, đi thẳng xuống. Đến đây, có số 3 đây, mình vắt qua trái đi lên. Trong này nó có mỏ giật chỉ, trường hợp nó đang chìm sâu bên dưới thì mình xoay cho nó lên cao. Mình xoay bánh đà đây, nó lên cao, mình móc từ phải qua trái. Đây, mình kéo xuống. Ở chân kim nó có cái móc này, mình móc chỉ vào đây, xoay bánh đà cho kim lên cao. Chú ý là khi đi chỉ trên thì mình phải nâng chân vịt lên để cho các cái khe kẹp chỉ này nó mở ra, thì chỉ nó lọt vào hẳn đến may nó mới đẹp. Sử dụng hỗ trợ xỏ chỉ thì ở đây nó có một cái ở dưới này nó có cái mỏ này, mình sẽ móc chỉ vào cái mỏ. Mình móc chỉ vào cái mỏ này, ấn cái cần hỗ trợ xỏ chỉ này, ấn xuống hết cỡ, nó ôm hết, ôm sát vào kim. Nó sẽ có một cái lẫy xuyên qua lỗ kim, mình móc sợi chỉ xuống bên dưới cái lẫy. Sau đấy chếch tay phải lên như này và thả cái, đẩy cái cần hỗ trợ xỏ chỉ này lên. Nó kéo chỉ qua kim, mình cầm đây, mình kéo sang. Cái suốt bên dưới, mình kéo ở đây, mình kéo cái này qua bên phải, nó bật lên, lấy suốt lên. Suốt chỉ mình cầm như thế này để mình lắp vào. Tay phải cầm suốt, tay sợi chỉ ở phía bên trên. Suốt quay ngược chiều kim đồng hồ. Khi đặt vào, mình kéo sợi chỉ đi vào cái siết ở đây, kéo vào đây. Xong rồi kéo sang, đi theo cái đường ngoằn ngoèo này. Ra đến đây mình kéo mạnh để cắt chỉ ở chỗ này. Đậy cái nắp này vào. Bây giờ mình may thử. Đường may, mình may đường nào mình chọn đây. Đây chọn hàng chục, đây là hàng đơn vị. Mình có ghi chú ấy, chọn đường may. Ví dụ mình may đường 00 hoặc đường 01 đều là đường thẳng. Đường 00 là đường thẳng kim lệch qua bên trái, còn đường 01 là kim ở chính giữa. Cho vải vào. Hạ chân vịt xuống. Đây mình sẽ may đường 01 mau thưa. 2 3 lại mũi này. Đầu đường may, cuối đường may mình lại khoảng tầm 2 3 mũi. Sau đấy mình mới chạy. Qua trái là tốc độ, đây là đang là tốc độ chậm nhất. Rất là chậm. Mình có thể đây, tăng dần. Đây là tốc độ nhanh nhất của máy, nó như thế này ạ. Máy chạy rất là êm. Cuối đường may mình cũng nên lại khoảng tầm 2 3 mũi thì sau đấy mình nâng chân vịt lên. Mình lại mũi để cho đường may nó chắc chắn hơn. Kéo ra. Khi kéo ra mình có thể xoay một chút cái bánh đà, cắt ở đầu máy lên, cắt chỉ ở đầu máy. Đây là đường may của máy, đây là chỉ dưới này, đây là chỉ trên, hai chỉ khác màu nhau nhé. Mình may thử đường zig zag, chọn số 03. Ấn đây để kim nó lên này. Nâng chân vịt lên. Khi mà kéo vải ra thì kim đang đâm dưới vải thì mình phải ấn cho kim lên phía trên vải. Click sắp.
Mình thay chân vịt, ấn đằng sau chân vịt rơi xuống. Mình sử chân vịt của Quy. Đây, chân thổ quy đây. Nếu dùng chân thổ quy 4 bước thì mình dùng như này. Ấn đằng sau chân vịt rơi xuống. Đằng sau này có cái cục đen đen, mình ấn chân vịt nó rơi xuống. Khi lắp vào thì cái thanh ngang gặp ở bên dưới cái mỏ này. Cho vào đây, hạ. Nâng hạ chân vịt, mình hạ xuống. Chọn chức năng thổ quy số 17. Cờ hạ cần thổ khuy. Đẩy chân vịt hết cỡ về phía mình như này. Mình đẩy hết cỡ về phía mình. Hạ xuống. Bình thường thì mình đánh dấu một đầu điểm phấn này, cuối điểm phấn này. Nguyên tắc hoạt động cái cần này là hơi đẩy về phía nào thì nó máy nó sẽ chạy về phía đấy. Nếu được quen thì mình để tốc độ chậm chậm thôi. Đến độ dài mà mình thấy vừa đủ rồi thì mình lại ẩy ra sau. Máy chạy ra sau, mình giữ. Mình đang đẩy, mình giữ như thế luôn. Đến cùng kịch rồi thì mình lại đẩy về trước. Đến đây mình lại đẩy ra sau. Xong, đây, xong cái khuy. Lấy kim lên, kéo vải ra. Đây là cái khuy. Cắt chỉ ở đầu máy. Tương tự các cái khuy khác mình cũng làm như thế. Mình thay, mình thử dùng thử chân vịt bắt sổ. Máy mình có tặng kèm chân vịt giả vắt sổ. Ở đây. Chân vịt giả vắt sổ. Lắp vào. Khi may chân này thì mình cứ để căn làm sao cái mép vải nó vừa chạm sát vào cái thanh chắn bên này. Cái ngạnh bên phải của chân vịt đây. Chọn đường số 05 đối với vải.